Chào các bạn, là mình đây, cũng ngay cái trại của anh Túc Thịnh đây. Ngày hôm nay mình đến trại của anh Thịnh, mục đích là để xin cá các bạn. Anh Thịnh dọn hồ để lên bể màu rừng ha anh. Ừ. Nên là anh Thịnh share lại cho mình bầy cá nguyên ương để mình thả thủy sinh nha các bạn. Con nhỏ nó lọt không ta? Chắc lọt quá. Đây là cái hồ 2 mét vuông của anh Thịnh ha. Cả ngàn con cá trong đây. Chắc 4 mét hả? 4 mét vuông hả? Ừ. 2 x 2 là 4. Rồi đúng rồi. Ở đây cá nguyên ương nhiều lắm. Để mình quay xíu mình xuống mình vớt tiếp ảnh. Bán bớt rồi đó, cái này còn cá. Bán một đợt rồi đúng không? Ừ, 400 con. Mà bự bự mà giờ còn nhỏ. Nè các bạn thấy không? Trong điện thoại thấy đen hulu vậy nhưng mà ở ngoài nó màu đỏ. Cá này thả thủy sinh là hết bài luôn rồi. Cá này dầm mưa nắng đó. Còn này mưa nắng luôn đó. Bao khỏe luôn. Hồ này nữa lên bảy màu rừng ha. Là mà nó ra đây đẻ dữ lắm nè. Đó. Tại anh có cái hồ rừng nó qua ra quá trời. Một giờ của ảnh thôi là ha, mấy chục con. Chục con. Sao con nó có nhảy ra ngoài không? Tiếng hình xui đi. Thấy dạ. Cái này là cái lồng đẻ thằng bạn nó cho, mình đâu có xài. Lồng đẻ. Quá trời vô luôn rồi kìa. Biết đâu nữa anh Thịnh ha. Mát tay nuôi mấy cái loại kia luôn sao? Mấy con này là xây cối hết. Wow. Unu luôn các bạn ơi. Vớt cái sướng tay luôn. Mấy con nhỏ nó lọt đây ha. Chắc bây giờ cái phong trào chơi cá múng, cá kiếm đồ cũng phát triển lắm. Ồ, nó nhảy, nhảy. Nhảy hả? Nhảy. Nhảy ra luôn trời. Phong trào cá cúng, cá múng, cá kiếm giờ nó cũng phát triển và nuôi tụi này cũng dễ đẻ. Nó sức đề kháng nó mạnh lắm anh. Ừ. Mà về chắc cũng phải chịu nước giống như kia chứ không thôi nó cũng sốc á. Guppy thì trời lạnh thì nọ nó bị bệnh chứ mấy con này phải re. Sốc nước thì nó chết thôi. Mấy cái hồ cá em để ý nha, mấy cái hồ cá mình để bằng cái nền bằng bùn á, là cá nó khỏe ghê luôn á. Cá nó đẻ xuống nó không bị tanh cái nhau cá. Đúng rồi. Còn mấy cái hồ nuôi thùng xốp không mà cá mà nó đẻ vô là mình không vớt cá con ra, cá mẹ ra là nó lụm liền. Dạ, bữa nó uống đuôi. Em múc nước thêm không? Cái à, múc thêm nước. Cái nhào con cá đẻ là nó dơ nước đúng không anh? Nó độc quá. Dạ. Nó còn kia nó làm thúi thân chứ. Còn cái hồ rộng này thì bao nhau. Rộng quá, nước nhiều quá nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Thủy sinh ảnh vớt ra ngoài hết luôn rồi. Rong nữa nè. Bạn nào ở gần nhà anh Thịnh thì ghé anh Thịnh vậy. Đầy hết. Cái gì cũng có hết. Con thì tặng không à? Có mua cá tặng luôn, ship luôn. Còn gần là giao lưu bánh cho luôn. Trời ơi. Tàu quá trời luôn. Chắc mấy con mái này nó đẻ tới xe cối nó đẻ nhiều. Lớn hả anh? Lớn nó đẻ nhiều. Đợt đó anh giữ lại mấy con xe cối không mà. Nó đẻ. Bán chắc cũng chừng tháng mấy gì. Cái clip đợt bán. Ê nó nhảy ra. Trời ơi. To. Mà chắc phải để gông vô anh ha. Ừ, để
kìa, con chùm rong kìa, em thấy chùm rong trên đây nè. Để cho nó đừng có nhảy kìa. Thấy con bự nó nhảy dữ lắm. Thua có trứng. Đó. Để rong vô rồi nó không nhảy. Con lấy còn không? Em thấy nghẹt hết trơn á. Cái gốc này là cái ổ đẻ rất là tốt hồi xưa tụi nó nè. Trong mấy cây ha. À. Để cái này giống như kéo cá sặc cá rô với mương nè. Nữa kéo cá bay màu cũng vậy. Nữa chắc phải làm đồ kéo lấy cái lưới đèn á, cái lưới đèn anh văn đó cho nó chuyên nghiệp. Ừ, nửa tháng lưới đèn nha. Còn con này chà bá luôn kìa, bắt lên coi cho anh đi. Dở cao rồi nữa, trời ơi nó mập các bạn ơi. Con này mấy con này là cả năm rồi. Để thử nè, để lấy nét bằng ngón tay không, ngón tay không, cả ngón tay bự hơn ngón tay luôn á. Quá trời, con này đẻ chắc lần cả trăm con, mấy trăm con. Không có trăm. Dứt rồng vô đại đi ha. Dạ, chút lửa lại. Mà mình tắt xíu nha các bạn. Mình vớt tiếp ảnh đi. Hết rồi. Hết luôn hả? Bây giờ này vớt quá đạo quá. Nó vẫn còn mấy con cá li ti nhỏ nhỏ. Để đi thử. Nó vẫn còn mấy con cá nhỏ li ti kìa 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 kìa. À, còn con bự kìa. Rồng. Cái đó chắc xây thêm mấy hồ bự bự nuôi cá cho đã. Đúng rồi. Bảy màu mà anh nuôi bự gì nó đẻ cũng nhiều lắm á. Ốc luôn kìa. Ốc con ốc đấy. Nướng tiêu luôn. Bù vàng anh. Bù vàng. Để bỏ vô cho nó ăn đi. Mở bù vàng này nó cũng nổi nè. Nó cũng giống ốc táo vậy đó. Ừ. Thấy cũng giống thịt nhau. Ốc táo buồn ra nó vẫn ăn cây thủy sinh nếu mà nó đói. Thấy rồi nhảy ra. Có một cái con này là nó cũng con cá này nó dành ăn với cái nào dữ lắm nha. Nuôi chung với cá nào cũng khỏe. Vượt cái màu dí suốt không? À, nó tốc độ nó nhanh quá. Còn trong đây còn. Thôi mới đủ gan con chạy ngoài kia nữa. Tại quậy nước đục nước trong nhìn đẹp. Thấy gì chứ xíu lại trong liền à. Chừng 2-3 phút là nó lắng lại liền à. Giật cuối cùng coi. Đưa ra nhìn. Chứ thôi đóng bọc ngồi đi nó ngọt. Có một số con nó vẫn còn ở ngoài ha. Mấy cá con. Ốc quá nhiều. Mấy ốc nó vô đẻ dữ lắm. Đó. Bự con trống với con mái nè. Ú nu không. Ui con này về chắc nổ quá. Quá trời bự luôn rồi kìa. Phan phan phan. Trời ơi. Nổ súng rồi. Con này về cũng nổ nè. Nó hơi nhỏ nè. Quá ú. Mấy con
cá trống nhìn đầu nó có cái chấm. Chấm đen ha anh? Chấm chấm đỏ đỏ, giống như con. Cái này làm sao mình like được chứ hành coi ha. Cá yêu coi. Chắc phải lựa cái giống coi ghép vô quá, để vô. Còn không, mình thấy cái con múng banh đa á. Múng banh đa cái mình nó trắng tươi à. Ủa chứ không phải nó màu đen đầu coi ha. À, con múng mà cái đầu đen, cái mình đen mà cái đầu vàng á là khác nữa. Bữa hôm em không mua con đó. Em mua con cái đuôi đen hồi lồi mà cái mình trắng tươi á, ú nu à, sọt á. Anh like với con này thử cho chắc nó ba màu quá. Mấy em múng ở like nhau không á? Nó đổi vòng, chắc đổi vòng kiếm coi. Kiếm coi. Thấy con kiếm mắt đỏ mà cái vây cao quá anh. Mấy trăm ngàn cặp đó. Vây đứng đã nha. Đúng rồi. Cái vây nó mình thấy chưa người ta xưa. Mà con nó nghe nói nó khó đẻ lắm, giá nó cao. Cái này đếm được nhiều con không? Không, cả ngàn con. Mỗi cái tay ra thì coi như chục con. Mà nhiều hơn. Mình chắc ra để cho nước nó trong lát xiết đi, nó không có bị ngợp. Cái này tùy hồ nuôi nó chịu nước nó đẻ. Còn mấy cái hồ nuôi nó không chịu nước là không đẻ. Quá trời luôn. Chắc có bảy màu hay gì anh thấy mấy con đen đen. Có bảy màu mà lúc trước anh cũng vớt ra rồi. Có lúc trước nuôi với cái con Dumbo màu sắc. À, giờ anh dời ra cái hồ đó à. Giờ anh hồ đó lên coi nguyên bầy Dumbo màu sắc luôn đó. Nhưng mà sao thấy cũng có mấy con, một số con nó có cái đầu coi đó. Đầu coi đỏ đỏ nè. Nó like cả coi nha. Đi giật nữa không? Đâu nè, giật đâu? Giật ngoài hả? Không, đi một giật bự nữa. Đây, cho các bạn xem. Vừa mới cạn đếm đi nha. Đi giật bự cuối nha. Còn cái cầu cho nó sót luôn. Đây là một cái giật ân huệ. Em nào mà thoát được coi như là anh Thịnh lại giữ lại nuôi. Chắc còn là dễ gì hết, còn lười ở dưới luôn. Nha. Đó, nhóc hết trơn kìa. Còn mà cá nhỏ nè. Nó nãy dở cái cây đó ra, nó đi giật kia nó có cá lớn. Rồi. Xong. Mấy em kia là sẽ được ở lại với anh Thịnh. Ảnh nuôi cho khôn lớn đi tiếp. Mấy em kia chắc tới nước trồng cũng phải lo vớt ra. Chứ hồi nó dí vậy màu lắm. Dí gây giống tiếp qua cái hồ khác. Nó dành thức ăn ha. Nó ăn cá con không ta? Nó ăn cá con. Tại vì cái tốc độ nó vượt nhanh hơn là cái con cá màu. Lúc mà mới đẻ ra tanh tanh ha. Trong hả? Ừ. Thấy rong ngoài kia đi ha. Ừ. Rong ngoài kia đẹp hơn. Rong ngoài nó lộn xộn rồi. Rồi vô thôi các bạn ơi. Đây nhìn ở đây. Tối quá. Rồi các bạn ơi, mình sau khi vớt xong thì anh Thịnh đã đóng bọc cho mình rồi nè. Các bạn có thể đếm được bao nhiêu con cá không? Mình là thua rồi nha. Quá nhiều. Vậy vậy cũng để nguyên cái bọc này trong hồ giống như kia đi cho chắc ăn. Cái mình mở nắp này ra nè. Dạ. Cái nó bơi ra thì nó bơi. Chứ nhiều khi đổ lại cũng có thể sắp nước chứ không phải là không có được. Có một số con là về đẻ liền luôn. Đây nè, trời ơi. Cái bụng
trời bám luôn rồi. Quá trời bự luôn. Bầu bi thôi giờ tổng bọc lại tâm tâm. Để mình cắt đi. Ok các bạn, mình đã mang hai bọc cá về đến nhà rồi nha. Thì cũng như nguyên tắc thả cá các bạn biết rồi ha, khi mà cá về thì các bạn phải ngâm, phải ngâm cho nhiệt độ trong bọc và nhiệt độ trong hồ cho nó ngang bằng nhau. Thì sau đó khoảng 15 đến 30 phút sau mình mới thả cá ra. Đây các bạn thấy hồ cá ngoài trời của mình thế nào, nắng đang rất là gắt ha các bạn ha, nắng rất là to, tuy nhiên nước vẫn rất là trong, trong vắt luôn. Thì cái lý do hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó, là do vi sinh thôi các bạn, vi sinh xử lý nước thôi chứ không có gì bí mật gì nhiều đâu. Nên các bạn trồng thủy sinh thì lâu lâu các bạn ra thì cũng nên ngắt tỉa các đoạn thủy sinh bị dơ, bị thối bỏ ha. Các bạn thấy không, cây đang thở nè, rong đang thở nè. Đó giờ các bạn có thấy rong thở chưa? Đó, rong đang thở đó các bạn. Thở rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Thì khi cây nó thở nó sẽ tạo ra oxy ha. Đó. Sướng không? Các bạn nào trồng thủy sinh thì chắc cũng thấy cảm giác này rất là sướng đúng không? Rồi, xíu nữa khi mà mình thả cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Rồi, đã đến giờ thả các em nó ra rồi các bạn. Thì ở đây mình không có thả ra liền ha, mình để cho tụi nó tự bơi ra. Để coi em nào đã trước nha. Mình thả cái này sắp xuống xíu cho nó bơi. Để nó sợ các bạn. Đây một em ra trước rồi. Để thấp xuống xíu. Trong quá trình vận chuyển thì rồi một em số em bơi rồi các bạn ơi. Thì cũng có một số bé cũng qua đời các bạn. Vì trong lúc mình vớt đó. Vớt cũng khuấy nước nó cũng hơi lớn nên là nó cũng mệt. Không thể nào tránh khỏi hết các bạn. Nãy giờ nó ra nhiều rồi các bạn. Mấy em nó ra nè, nó tự bơi ra nha các bạn, cho tụi nó tự do luôn. Đó. Cầm một tay, cái tay mình rung quá. Đây. Đó lại xíu ha. Quá trời luôn. Có một số con nó bơi nó mệt rồi các bạn ơi. Hồi nãy có một con kia đè nó, khi mình để trong bọc đó, mình đè nó, nó nằm góc rồi, nó nằm góc trên đó rồi đó, nó mệt rồi, không biết sống nổi không nữa. Ra đi tụi em ơi, ra đi, tới nhà rồi. Nó không biết đường ra. Cái bọc bên đây thì tụi nó ra nhanh lắm nè, nó ra nhiều nè. Còn tụi kia nó ngu quá. Ra đi mấy cha.
có một con chết rồi nè các bạn. Ra đi mấy bà ơi. Trong cái nước cũ nó có nhiều cặn hay không? Nhưng không sao, khi mà nước cũ nó ra cái cặn về vi sinh nó xử lý, nó sẽ lắng hết mấy cặn nó xuống các bạn. Có một số cái rêu tóc nè. Mình tắt máy mình cho tụi nó ra ha. Rồi mình cũng đã thả cá xong rồi các bạn, trốn hết rồi, tụi nó sợ trốn hết rồi, nó núp dưới rong hết rồi các bạn ơi. Do môi trường lạ nó trốn hết. Các bạn thấy dưới đáy không? Nhiều lắm. Nó trốn dưới đó nhiều lắm. Mấy con cá lớn hiện nấp trong cái bụi cây này hết nè các bạn. Đó. Nấp hết rồi nha. Rồi ok. Thì hôm nay mình đã quay một cái clip đi ghé nhà anh Túc Thịnh bắt cá về nuôi, thả vô cái hồ mét 2 này. Chia sẻ với các bạn, nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like video nha và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào bạn và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.